Xin chào cô chú anh chị. Xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản mặt tiền đường Chu Văn An, thuộc phường 1, quận 6, gần đại lộ Võ Văn Kiệt, khu sầm uất tiện kinh doanh mua bán, đang có nhu cầu bán, vị trí rất là đẹp. Bất động sản này với diện tích ngang 7,5, chiều dài là 17m, diện tích công nhận là 105m², trệt lẫn 5 lầu sân thượng và diện tích sàn là 310m². Hiện trạng thì đang cho thuê nguyên căn 60 triệu một tháng. Giấy tờ cá nhân đứng tên, sổ không thế chấp ngân hàng. Hướng nhà là hướng Tây và giá chủ đang chào bán là 30 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm về bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm đến cô chú anh chị về bất động sản này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản tiếp. Xin chào.